Tại sao tiên tan lại có dấu hiệu xương viêm? Tiên tan là hoạt chất hyaluronidase, tức là một cái chất để phân giải cái HA của mình vừa mới tiêm vào, thì sau khi tiêm xong nó sẽ có phản ứng viêm, tức là sẽ làm cho cái vùng da của bạn mà mới tiêm giải xong á sưng lên. Sưng lên là chuyện bình thường, mà nó sẽ xẹp, thường nó sẽ xẹp trong khoảng vài tiếng đồng hồ thôi chứ không có lâu hơn. Còn trường hợp mà các bạn bị sưng dữ dội nhiều hơn này, đứt này, có thể có tình trạng sốt, thì mình nghĩ nhiều đến vấn đề về vi khuẩn. Tức là có thể là cái người tiêm cho bạn có những cái dùng kim mà chưa, kiểu là chưa được sát khuẩn, chưa được vô khuẩn để các bạn tiêm vào trong da của mình. Thứ hai nữa, các bạn có thể bị dị ứng với thành phần của các thuốc tiêm giải, thì thông thường các bạn sẽ bị dị ứng với các thuốc tiêm giải nhiều hơn là tiêm HA. Nên là nếu như các bạn có tình trạng đó, các bạn tới gặp bác sĩ để bác sĩ nhận định, các bạn bác sĩ khám và đánh giá. Nếu như là dị ứng do các sản phẩm hyaluronidase thì mình sẽ sử dụng một vài loại thuốc để kiểm soát quá trình viêm của các bạn, kiểm soát cái sự sưng của các bạn. Còn trường hợp ví dụ như là không liên quan tới mà chỉ là sưng do sau khi mình tiêm tiêm giải thôi, thì từ từ nó sẽ tan dần, nó sẽ giảm dần, không cần phải làm gì cả.